Nông cơ Đức Hoàng nha em. Hiện tại thì bên em có hai cây như vậy. Nông cơ Đức Hoàng và Hoàng 13 nha em. Hôm nay em sẽ review cho anh em một cây Echo V3900 nha anh em. Đó. Con này thì công suất của nó là được 39 CCC nha anh em. Xin kết bạn theo số Zalo 0345050399 giúp em nhé. Em sẽ gửi ảnh trực tiếp và test trực tiếp cho anh em xem. Đó, còn anh em, đấy là anh em nào muốn xem trực tiếp với máy. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh Hoàng với bạn. Xin chào anh em và hẹn anh em ở video tiếp theo của Hoàng nhé. Xin chào anh em.